dã, hơi nóng hình hịch toát mồ hôi, chiếc khố mẹ xanh chưa thấm ướt. Để cậu đã nói cái gì? Đó là mùa hè nóng bức. Bởi mùa hè nóng bức cho nên mồ hôi toát ra. Mồ hôi toát ra đầy mình, nhưng mà chưa từng thấm ướt cái khố mẹ xanh. Sao mà mâu thuẫn vậy? Có khi nào mồ hôi ra toát ra ướt cả mình dầm về thì tất cả đồ mình mặc có ướt cái nào không ướt không? Mà tại sao cái khố mẹ xanh không ướt? Đó là để nói dùng cái chữ khố mẹ xanh để chúng ta hiểu thêm rằng dù cho cái thân tứ đại này tới cái lúc nó sắp rã rời, sắp tan nát, đau đớn, nhức nhối, nhưng mà có cái sẵn của mình không bị tan nát, không bị nhức nhối. Đó là để diễn tả cái chiếc khố mẹ xanh chưa thấm ướt đó. Nghĩa là tất cả cái kia nó tan qua, nó bại hoại, mà vẫn có cái chưa từng tan qua, chưa từng bại hoại. Mà có chỗ ghi nói rằng Ngài trả lời xong thơ này thì trong vòng 15 phút hay là nửa giờ thì Ngài tịch. Thì như vậy, ông vua mà sửa sẵn tịch mà ông ăn nói như vậy thì mình có hổ thẹn không? Mình mà gần tan nát cái thân này, đau nhức khổ sở, mà hỏi chứ thân này nó được có an ổn không, thì mình diễn tả làm sao? Đau nhức rã rời, chịu hết nổi chứ không bao giờ nói gì khác. Mà đây là nói là tuy cái thân này nó sắp bại hoại, nhưng mà vẫn có cái không bại hoại. Mà đã biết có cái không bại hoại thì thân này bại hoại, đâu có sợ là hết, phải không? Đâu có sợ là mất. Đó là để nói về cái thấy của vua Trần Thánh Tông. Thượng sĩ đọc kệ than thở dây lâu, đến khi vua bệnh nặng, thượng sĩ khóc khểnh về thăm, nhưng đến nơi vua đã quy tiên rồi, vua tịch rồi. À, bây giờ ngài Trúc Lâm Đầu Đà, ngài nói cái việc của ngài. Riêng tôi, tức là sơ tổ Trúc Lâm, nay cũng nhờ ơn thượng sĩ dạy dỗ, lúc tôi chưa xuất gia, gặp tuần tang của Đinh Nguyên Thánh Mẫu Hậu, nhân thỉnh thượng sĩ trao cho tôi hai quyển lục Tiếp Đạo và Giả Điên. Tôi thấy lời nói thế tục quá, sanh nghi ngờ, bèn hỡi tâm kẻ con trậu hỏi rằng, chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt, làm sao thoát khỏi tội báo? Thượng sĩ bảo cho biết rõ ràng, giả sử có người đứng xây lưng lại, chợt có vua đi qua sau lưng, người kia thình lình hoặc cầm vật gì ném trúng vua, người ấy có sợ không? Vua có giận chăng? Như thế nên biết hai việc này không liên hệ gì nhau. Thượng sĩ liền đọc hai bài kệ để dạy: vô thường chư pháp hạnh, tâm nghi tội tiện sanh, bổn lai vô nhất vật, phi chủng diệt phi manh. Nghĩa: vô thường các pháp hạnh, tâm nghi tội liền sanh, xưa nay không một vật, chẳng giống cũng chẳng mầm. Kệ thứ hai: nhật nhật đối cảnh thời, cảnh cảnh tụng tâm xuất, tâm cảnh bổn lai vô, xứ xứ ba la mật. Nghĩa: ngày ngày khi đối cảnh, cảnh cảnh từ tâm sanh, tâm cảnh xưa nay không, chốn chốn ba la mật.
Thì như vậy cái đoạn này để chúng ta thấy khi mà nhà vua đã có cái cơ hội gặp thượng sĩ, nhưng mà đúng ra thì khi nhà vua còn trẻ còn nhỏ thì vua Thánh Tông đã gửi cho học cái thượng sĩ rồi, nhưng bây giờ đây nhà vua đi mời thượng sĩ cho hai cái quyển lục, quyển tiếp đọc đạo lục và giả duyên lục. Khi đó ngài đọc thì ngài thấy sao những từ ngữ dùng của nó quá phàm tục, cho nên ngài xem thường và ghi. Ngài bèn khởi tâm trẻ con trọng nói rằng: chúng sanh do nghiệp uống rượu ăn thịt làm sao thoát khỏi tội báo. Mình đọc ngữ lục lâu lâu thấy có mấy ông thiền sư uống rượu không, ăn thịt không, mà nếu uống rượu ăn thịt thì làm sao thoát khỏi tội báo. Thì thượng sĩ trả lời rằng: giả sử có người đứng xây lưng lại rồi chở công vua đi qua sau lưng, người kia thình lình hoặc cầm vật gì ném trúng vua, người ấy có sợ không? Mình đâu có thấy sợ hết. Mình cầm ném lại sau lưng người bất thần trúng ông vua, mà ông vua bị ném trúng mà không phải là cố ý thì có giận không? Cũng không có giận. Như thế nên biết hai việc này không liên hệ gì nhau. Nghĩa là thì cái đó để nói cái ý gì? Nếu uống rượu, nếu ăn thịt mà trong cái chỗ vô tình hay là vô tâm á, có tội không? Còn nếu uống rượu, ăn thịt trong cái chỗ thèm thuồng có tội không? Có không? Như vậy thì cái tội hay không tội tùy theo cái tâm của người. Tâm đắm nhiễm làm những điều đó là tội, tâm không đắm nhiễm vì một trường hợp bất đắc dĩ làm hay là vô tình làm thì không có tội. Như qua cái câu chuyện này, rồi giờ ngài lại còn nói thêm hai câu kệ để cho rõ cái nghĩa của ngài muốn nói ở trên: vô thường các pháp hạnh, tâm nghi tội liền sanh. Các pháp hạnh là vô thường, nhưng mà khởi cái tâm nghĩ ngợi thì cái tội từ đó mà có. Xưa nay không một vật, cái gì xưa nay không một vật? Cái không hình không tướng mà chưa bao giờ sinh diệt á, cái đó nó không phải là một vật, chẳng giống cũng chẳng mầm. Thì nó không phải là giống, không phải là mầm, thì làm gì mà có sanh, làm gì có diệt mà nói là có tội có phước, phải không? Nghĩa là chỉ có tội có phước là do cái tâm điên đảo vọng tưởng giấy khởi thì cái việc làm đó thành tội thành phước. Còn nếu cái tâm thanh tịnh không có giấy không động thì cái tâm đó, đối với tâm đó thì không nói gì là tội là phước hết. Như vậy thì bây giờ giả sử chư tăng chư ni chúng ta chưa có hết cái vọng tưởng mà cũng bắt chước ăn thịt uống rượu thì có tội không? Có không? Tại vì tâm sanh thì tội nó sanh, còn nếu chừng nào hết những cái đó thì thôi tha hồ muốn sao cũng được hết. Chừng nào hết cái tâm đó thì sao cũng được, không có tội. Còn nếu còn ở tâm đó thì không tội. Thì quý vị muốn bắt trước thì phải bắt trước cái trước á, nghĩa là hết cái tâm đó rồi, rồi muốn ăn thịt uống rượu thì như là tự trung tự sĩ gì nữa. Còn nếu mà còn ở tâm đó thì khoan bắt trước, bắt trước là tội. Thì như vậy để tới cái câu kệ sau: ngày ngày khi đối cảnh, cảnh cảnh từ tâm sanh. Nghĩa là chúng ta luôn luôn mắt tai mũi lưỡi thân ý duyên với cảnh trần, thì mỗi cảnh trần tâm nó đều dính đều mắc, cho nên cảnh cảnh từ tâm sanh.
bởi tâm dính mắc với cảnh, cảnh tâm không rời nhau, vì vậy mà nói cảnh từ tâm sanh. Mà đã dính mắc với nhau rồi thì tự nhiên cái đó nó là có tội, nó là có phước. Tâm cảnh xưa nay không, chốn chốn ba la mật, nghĩa là tâm và cảnh biết rõ nó không có cái thực thể, biết rõ nó không phải là cái chân thật, không có bị lôi kéo, không có bị dính mắc, thì nơi nào cũng là ba la mật, tức là cứu kính hơn. Không cái chỗ nào là cái chỗ lôi thôi, không cái chỗ nào là cái chỗ thành tội, thành phước. Chỉ vì tâm dính với cảnh cho nên có tội, có phước. Còn nếu tâm cảnh mà không còn dính mắc, biết rõ nó là không có thực thể, thì chỗ nào cũng là cái chỗ cứu kinh. Tôi lãnh hội ý chỉ hai bài tụng, dây lâu hỏi, tuy nhiên như thế, vấn đề tội phước đâu đã rõ ràng. Ngài nói vậy cho tội phước con còn nghi lắm, chưa có rõ. Thượng sĩ lại dùng kệ giải rõ: Khiếp thảo giữ khiếp nhục, chúng sanh các sở thuộc, xuân lai bách thảo sinh, hà xứ kiếm tội phước. Dịch: Ăn rau cùng ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc, xuân về trăm cỏ xanh, chỗ nào thấy tội phước. Thì cái bài kệ này Ngài nói mình ăn rau hay là mình ăn thịt, chúng sanh mỗi sở thuộc. Rau có phải là chúng sinh không? Thịt có phải là chúng sinh không? Cái nào cũng là chúng sinh hết. Thì ăn rau thì có tội với ăn rau, ăn thịt thì có tội với ăn thịt, phải không? Vì nó là sở thuộc, nó là có chủ. Thì con cá, con gà, con vịt thì nó có cái chủ nó, mình lấy da thịt của mình ăn thì nó là tội. Thì cộng rau nó cũng bò, nó cũng sống mà mình cắt mình ăn thì mình cũng có tội vậy. Thì cái nào cũng có chủ, có sở thuộc. Như vậy thì xuân về trăm cỏ xanh, chỗ nào thấy tội phước. Nghĩa là nếu tâm mình nó thản nhiên, tự tại như là thời tiết xuân về thì trăm hoa trăm cỏ nở, và không có cái ý niệm dính mắc gì hết, thì tội phước đâu có mà hiểm, phải không? Có tội với phước gốc từ cái tâm chấp, tâm dính của mình mà ra. Bởi vậy cho nên mình cứ mình bỏ nó, chừng là nó hết dính hết mắt thì tội phước đâu còn. Còn dính còn mắt mà cứ chạy tránh cái này, nó muốn mắc kẹt cái kia, phải không? Sở dĩ mình bây giờ mình không ăn cá ăn thịt, vì cá thịt nó dễ dụa, nó la lối, mình cảm thông được. Còn rau cải mình cắt nó thì nó héo thôi, mình thấy cũng không có xót xa mấy, thì mình ăn. Nghĩa là cái gì mình cảm thấy ít có xót xa, ít có tổn thương lòng từ bi thì mình dùng đó. Chứ chẳng lẽ sống không ăn gì hết, không ăn ăn gì hết làm sao mà sống. Nhưng mà lựa cái nào nó hơi ít đó, cái xúc cảm nhiều, đừng có làm cho lòng từ bi mình mới bị tổn thương đó, thì mình ăn. Chứ còn cái nào nó cũng có cái quyền làm chủ đó, nó cũng muốn sống, phải làm cắt nó cũng chảy máu, chảy mũ ra vậy. Thì máu mũ khác cho máu mũ mình vật thôi, chứ đâu phải là không. Cho nên trọng tâm ở chỗ mình có cái niệm tham trước hay là không có niệm tham trước, mình có cái tâm dính mắt hay là không tâm dính mắt. Nên chỗ đó là chỗ trọng tâm. Nếu mình dứt hết được những cái dính mắt tham trước thì lúc nào con thấy sao hết. Còn mấy cái đó thì chạy đâu rồi cũng có tội hết. Chạy chỗ này tội, chạy chỗ kia tội, xứ nào cũng là tội. Vậy mà Ngài cũng chưa yên lòng, cũng còn thắc mắc nữa, còn hỏi thêm. Ôi thưa, chỉ như gìn giữ giới hạnh trong sạch, không chút sao lãng lại thế nào? Đó là đi sâu chỗ giới đức rồi. Thượng sĩ cười không đáp, tôi lại thỉnh cầu. Ngài lại nói hai bài kệ để ấn định đó.
Trì giới kim nhẫn nhược, chiêu tội bất chiêu phước, dục tri vô tội phước, phi trì giới nhẫn nhục. Như nhân tướng thọ thì an trung tự cầu nguy, như nhân bất tướng thọ phong nguyệt hà sở vi. Nghĩa: giữ giới cùng nhẫn nhục, chú tội chẳng chú phước, muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Như khi người leo cây, trăm an tự cầu nguy, như người không leo cây, trong trăng gió có làm gì. Thấy cái câu này thì hẳn nghi, nghi quá chừng quá đổi. Thấy không? Ai đọc cái này rồi cũng nghi hết rồi. Kinh Phật dạy, mình tu thì phải trì giới, phải tập nhẫn nhục, phải không? Ai mà trì giới được thanh tịnh, ai mà nhẫn nhục được hay, thì đó là người đạo đức cao, người đó là người người phước nhiều. Mà ở đây Ngài nói, giữ giới cùng nhẫn nhục, chuốc tội chẳng chuốc phước. Nghe cái giật mình, không bao giờ mình tưởng tượng được cái câu nói như vậy. Mà nói vậy thì sao? Có trái đạo lý không? Câu này tôi đã bị hỏi đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tại sao mình trì giới, tại sao mình nhẫn nhục? Bây giờ nói nhẫn nhục trước, tại sao mình phải tu cái hạnh nhẫn nhục? Tại mình sân quá trời, sân quá trời cho nên ráng tu cái hạnh nhẫn nhục. Vì muốn đàn áp cái lòng sân của mình xuống, cho nên mình phải tập nhẫn nhục. Mà khi mình tập nhẫn nhục đó, mình hết sân chưa? Nếu mà hết sân thì phải nói nhẫn nhục nữa. Như vậy thì còn tập nhẫn nhục là còn sân, còn sân thì còn tội. Cho nên tôi nói rằng chuốc tội chẳng chuốc phước đó. Chừng nào mình hết sân rồi thì khỏi có tu hành nhẫn nhục nữa. Rồi trì giới, tại sao phải trì giới? Bây giờ nói như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân. Tại mình ưa sát sanh, bây giờ nên Phật dạy cấm không được sát sanh. Mình ưa trộm cắp cho nên Phật cấm không được trộm cắp. Mình ưa tà dâm, Phật cấm không được tà dâm. Ưa nói dối, Phật cấm không được nói dối. Ưa uống rượu, Phật cấm không được uống rượu. Mà nếu người nào không thấy chúng sanh mình thương, không nỡ giết, thấy của người ta mình không nỡ ăn cắp, thấy sắc đẹp mình không có dính mắt, rồi ai nói cái gì thì mình chỉ là một bề chân thật thôi, rồi rượu chè mình không để ý tới, thì như vậy có trì giới không? Tại mình còn bệnh cho nên phải trì. Hết bệnh rồi đâu có trì, mà còn bệnh mới còn trì. Trong khi còn trì là còn tội, phải không? Còn trì đó là cái gì? Mình đưa kềm chế nó. Kềm chế thì lâu lâu cũng hở rồi cũng có bạc ít nhiều vậy thôi. Chừng nào mà mình hết trì giới thì lúc đó mới thực là sạch sẽ hoàn toàn. Cho nên mới nghe mình thấy như là Ngài nói ngược lại, muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục. Cứ thấy cái chỗ mà không cần phải giữ giới mà mình đã tốt như vậy thì không cần giữ giới nữa. Mình đã thanh tịnh như vậy, không cần nhẫn nhục nữa, ngang đó mới là hết tội phước. Còn nếu còn mấy cái đó là còn tội, còn phước, thì đó là chuốc tội, chứ không phải là hết tội. Dễ hiểu không con? Rồi tới cái câu thứ hai, nhà ví dụ: như khi người leo cây, trăm an tự cầu nguy, như người chẳng leo cây, trăng gió có làm gì? Như mình đứng dưới đất vàng bình yên vậy, rồi leo trên cây, rồi gió giông rồi thổi thì nó quán. Nếu mà cứ đứng ở dưới thì gió giông mặt nó dính dáng gì với mình. Thì tại vì chúng ta có bệnh tham sân si đủ thứ, cho nên chúng ta phải trì giới, phải nhẫn nhục. Nếu chúng ta không bệnh thì có cái gì phải trì, phải giữ, phải nhẫn, phải không? Thì bây giờ quý vị muốn không bệnh để phải trì, phải nhẫn, hay là muốn trì, muốn nhẫn? Nếu mà quý vị không bệnh thì tôi yêu cầu đừng giữ giới, cũng đừng nhẫn nhục gì hết. Còn nếu quý vị đang bệnh thì yêu cầu phải
trì giới phải nhẫn nhục nghiêm chỉnh, thấy không? Thì cái đó là một cái lẽ thịnh, chứ không phải là cái tầm thường hay là trái với lẽ thịnh. Mà hiểu như vậy rồi thì mới thấy khi người xưa nói chỗ tộc lý là như vậy đó. Nhưng mà vì chúng ta bệnh nhiều quá, buộc lòng phải giữ giới, buộc lòng phải nhẫn nhục. Chứ còn nếu mình hết bệnh thì đâu cần mấy thứ đó. Ngài lại dặn nhỏ tôi, chớ bảo cho người không ra gì biết. Thì lời nói đó là lời nói chân lý, là cứu kiếm. Nhưng mà cả tầm thường thì cho họ biết, biết rồi họ chấp, phải không? Rồi họ nói là ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nói là trì giới nhẫn nhục đó là chút tội chứ không phải chút phước. Nói vậy là thấy ai trì giới nhẫn nhục đó ông nó làm tội đó. Còn để cho những người tha hồ muốn làm gì làm nó làm tội. Thì đó là cả tầm thường, họ không biết nổi, không hiểu nổi cái ý nghĩa thâm sâu. Nói đây là nói cho những cái người xuất cách, những người vượt ra cái tầm thường đó, chứ không phải nói cho kẻ tầm thường. Ta biết môn phong của thượng sĩ cao vót. Một hôm tôi xin hỏi ngài về bổn phận tâm chỉ. Thượng sĩ đáp, soi sáng lại chính mình là phận sự gốc, chẳng từ nơi khác mà được. Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nghe xong, tôi không suốt được đường vào, bèn vén áo thờ ngài làm thầy. À, thì cái chỗ này là cái chỗ ngài Giác Hoàng, ngài kể lại cái khi mà ngài lãnh hội được đạo lý. Nghĩa là ngài hỏi về thượng sĩ về cái bổn phận người tu thiền và tâm chỉ của thiền thế nào. Bổn phận và tâm chỉ thiền như thế nào? Thì thượng sĩ đáp bằng câu chữ Hán là phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Câu này tôi có thể nói là cái trọng tâm của người tu thiền, hay là nói cái khác cũng là cái cốt tủy của Phật giáo. Bởi vì tất cả cái pháp tu của đạo Phật hầu hết đều bắt mình phải soi sáng lại chính mình. Đó là một cái phận sự gốc, chứ không có nên từ nơi khác mà cầu, từ nơi khác mà được. Bây giờ quý vị kiểm lại những pháp tu của nhà Phật, coi có cái pháp nào không phải phản quan không. Tôi nói gần nhất là cái pháp mà các Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa đều ứng dụng, hay là Nguyên Thủy và Phát Triển đều ứng dụng, là cái pháp tứ niệm xứ, quán tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ là quán sao? Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó là bốn cái pháp quán. Mà bốn pháp quán là quán ở đâu? Quán là chiếu soi lại mình ngay nơi thân mình. Quý vị thấy chúng ta mang cái thân sắc này, nó là cái thân quý báu như vàng như ngọc, hay là nó là cái thân ô uế như cái bột. Quý vị kiểm tra, nó quý báu như vàng như ngọc hay là nó nhơ nhớp như cái bồ. Mà lẽ thực nó như thế nào? Mình mang thân mà mình không biết thân, phải không? Mình mang nó mà mình không biết nó, mình tưởng tượng khác lẽ thật. Cho nên thật bắt mình phải thấy lại, xem xét lại đúng lẽ thật của nó, nhìn nó như thật. Cho nên trong sách Phật thường gọi là phải thấy đúng như vậy, như thị đó. Nó thế nào là thấy đúng như thế đó, đừng thấy sai. Thấy sai là mê, là lầm. Thấy sai có phải lầm không? Còn thấy đúng như thật là mê, là tỉnh, là giác.
Như vậy thì chúng ta tu cái đạo giác ngộ là phải thấy đúng như thật. Mà thấy ai giống như thật? Thấy cái gì đúng như thật? Thấy mình. Thấy mình là trước hết. Vì mọi cái bên ngoài chúng ta có tạo tác, có chấp mê, có phiền não cũng gốc từ cái này mà ra. Cho nên chúng ta phải thấy như thật mình rồi rồi mới nhìn ra ngoài. Thì giờ đầu tiên cái mà chúng ta hay tự cao ngã mạn á là chấp thân này cái gì, phải không? Có người thấy mình đẹp hơn người kia cái mình tự cao hết lôi lên, và có người thấy mình cao người kia lùn cái mình khinh ta, phải không? Thì tất cả những cái gì đó nó từ cái chấp cái thân này mà ra, rồi khinh khi nhau, rồi chê bai nhau, rồi đủ thứ hết. Nhưng bây giờ dầu cho cái dáng vẻ đẹp hay cái dáng vẻ xấu, trong đó chứa những cái gì khác nhau không? Khác không? Nghĩa là dầu cho cái dáng vẻ bề ngoài nó đẹp, nó xấu, nhưng trong đó cũng như nhau trên, cũng làm cái vô đựng đủ thứ, phải không? Chứ có cái gì quý đâu mà mình không có chịu nhìn như vậy, mà mình cứ tưởng nó cái bên ngoài thôi. Bây giờ tôi ví dụ như có mấy cái người lọt gốm họ nắng những cái bô kiểu này kiểu kia, cái thì kiểu coi nó là cao không dâm, rồi cái thì nó thấp ô về, rồi thêm những cái người thợ họa hình vẽ tới thì vẽ cái hình này hình kia, những cái bô màu này màu nọ, thì ta nhìn ta thấy khen cái bô này đẹp hơn bô kia. Cái này đẹp, cái kia xấu, thì khen đủ thứ hết. Nhưng mà rồi cái trọng tâm chứa của nó là có khác nhau không? Bô cũng vẫn là bô, cái nào như cái nấy. Thì như vậy, nếu mình nói tới cái bản chất, cái chủ yếu của nó thì đâu có khác nhau. Chỉ là một cái chỗ dơ dái, mình phải nhòm, phải gớm, phải chán chê, trái lại mình lại quý trọng nó, phải không? Đó, như vậy thì cái nhơ nhớp chán chê mà người ta lại quý trọng, tự hào, thì cái người quý trọng tự hào là người thấy đúng hay sai? Còn cái người mà thấy nó ghê gớm chán chê là đúng hay sai? Thì như vậy Phật bắt mình nhìn đúng, phải không? Đúng nơi mình cái đã, rồi hãy nhìn người ta. Cho nên mình không biết mình mà lo nhìn người ta phê phán gì đó, nó cờ khảo quá, phải không? Bây giờ biết mình ra sao đó rồi mới khen người này, mới chê người kia được. Bây giờ hỏi mình là cái gì, thân mình là cái gì? Nếu mình biết rõ thân mình là cái bô thôi, không có gì nữa mà tự hào, phải không? Không có ngã mạn, không có gì hết, dù có che đậy bên ngoài cách gì đi nữa cũng là cái bô thôi, bản chất nó là như vậy thôi. Hiểu rõ tường tận vậy rồi thì đó là mình đã tỉnh, đó gọi là phản quan, đã thấy chưa thật, mà thấy chưa thật là mình đã tỉnh, phải không? Đó. Mà tỉnh như vậy rồi thì những cái mà nhiễm mê mũi nó đâu có còn nữa. Rồi cái quán gì nữa, thọ thì khổ đó, mà cái đầu tiên là cái bám vào cái ngã là thân này. Rồi kế đó là những cảm thọ, cảm giác. Tất cả cái cảm giác của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý á, sau cái cảm giác đó, người ta đưa bị chết chìm trong sáu cảm giác đó, phải không? Lỗ mắt thì thấy muốn thật đẹp, thấy cái đẹp. Lỗ tai thì muốn nghe cái hay. Lỗ mũi thì muốn ngửi cái thơm. Cái lưỡi thì muốn nếm cái ngon. Rồi thân muốn xúc chạm cái gì vừa ý. Thì tất cả những cái đó, cái xúc chạm ngon, dở, hay là đẹp, xấu, thơm, hôi, vân vân, đều là cái thọ. Thì những cái cảm thọ đó, bây giờ hỏi cho người ta làm ra bao nhiêu tiền mà phải chi tiêu hết trong mỗi ngày là tại cái gì? Thọ hoặc là muốn ăn cho ngon, phải không? Cho nên làm bao nhiêu tiền rồi cái chiều đó, chạy mua những cái thứ ngon ăn cho vừa với cái lưỡi thì cái thanh tiền. Rồi cảm thọ, ngửi cái gì cho thơm,
nên rồi phạt tiền mua cái này mua kia làm cho thơm, rồi thích nghe cái gì cho êm dịu, cho nên rồi âm nhạc gì gì đó sống cho nhiều. Như vậy thì tất cả đều lệ thuộc vào cái cảm giác, nên cảm giác đó nó làm cho người ta bị quay cuồng trong cái cuộc sống điên đảo này. Bây giờ kiểm lại coi tất cả chúng ta sống có phải lệ thuộc vào cảm giác không? Mà những cảm giác đó nếu mà cho nó là thật á, thì mình cứ say mê mình chạy theo nó. Bây giờ mình phải quán lại cái cảm giác đó nó thật không? Đó, Phật dạy mọi cái thọ đều là khổ. Thì có nhiều người nói cảm thọ của lưỡi thì ăn cái gì nó dở thì nghe nó dở, ăn cái gì ngon nghe nó ngon, mà dở thì bực bội, ngon thì mình vui, phải không? Bắt ăn cái dở là mình buồn, được ăn cái ngon là mình vui. Thì cảm thọ có khổ có vui. Nghe tiếng hay thì mình thích, nghe tiếng dở mình không ưa, thì không ưa là khổ mà thích là vui. Tại sao mà Phật nói khổ không à? Không có vui. Như vậy là phủ nhận lẽ thật sao? Phải không? Chính cái đó là cái nếu không hiểu kỹ thì mình thấy mình bị ta bẻ cái mình lúng túng. Tất cả cảm thọ có khổ có vui, cho nên trong kinh cũng nói lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ đó. Nó có chia ba loại. Mà tại sao đây Phật bảo mình quán tất cả thọ đều là khổ? Như vậy là cái quán đó là tưởng tượng hay có lẽ thật? Như hồi nãy cái kia thì mình nói đó là lẽ thật. Bây giờ quán thọ là khổ, như vậy là không đúng lẽ thật rồi. Vì thọ có khổ có vui, mà tại sao mình nói nó khổ không? Thì e rằng mình nói vậy là tưởng tượng để mà đặt ra chứ không phải đúng là thật. Thì ở đây quán thọ là khổ là đúng với lẽ thật. Tại sao thọ là khổ? Bởi vì Phật dạy tất cả thọ là vô thường. Mà vô thường thì nhất định phải khổ, chứ không có vui. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình cảm thọ những cái trái ý thì khổ đành rồi, cảm thọ những cái thích thú thì lẽ ra phải vui. Nhưng mà cái thích thú đó, mình muốn những cái mà mình ưa đó, nó còn hoài là muốn nó mất. Cái gì mình ưa muốn còn hoài, mà tất cả những cái cảm thọ đều qua rồi mất, qua rồi mất, nó không còn. Và không còn tức là không tỏa ý mình, cho nên nó là khổ. Đó, nó khổ vì nó vô thường, chứ không phải khổ là vì cái cảm giác đó mình không ưa, tức là khổ. Tất cả cái cảm thọ đều là vô thường, bởi vô thường cho nên nó là khổ. Đó, quý vị nó hiểu cái căn bể của nó như vậy đó. Chứ còn nhiều khi hiểu theo cái nghĩa thường thì lại bị người ta chỉ trích. Như vậy thì mọi cái cảm thọ vừa ý, không vừa ý đều là vô thường, qua rồi mất, qua rồi mất. Mà vô thường cho nên cái khổ qua rồi thì nó cũng mất. Cái ưa thích vui mình ưa thích qua rồi cũng mất. Mà nếu mình dối nhớ lại thì chỉ là thèm thuồng cũng là đau khổ thôi, chứ nó không có cái thiệt, có thiệt bền vững lâu dài. Mà không bền vững lâu dài cho nên nó là khổ. Vì vậy mà Phật nói già là khổ đó, là tại vì cái biến hoại của thân này nó làm cho tiêu mòn lần lần. Mà vì thấy nó tiêu mòn cho nên mình không chịu, mình thích nó còn nguyên như thở nào, mà thấy nó mòn đi là mình không vui, bởi mình không ưa cho nên rồi mình nói khổ. Cái chết có phải là vô thường không? Mình chết cũng là vô thường, bởi vô thường cho nên mình cũng nói nó là khổ. Thì như vậy cái gì mà nằm trong cái hệ vô thường, cái đó cũng đều là khổ. Đều là khổ. Cho nên nói là tất cả cái cảm thọ đều là khổ, là quán như vậy đó. Bởi vì cái bản chất của những cái cảm thọ đó đều qua rồi mất, nó không có còn lâu dài. Nó qua mất cho nên nó thuộc vô thường, bởi vô thường cho nên nó là khổ. Đó, quán thọ khổ, là quán vậy đó. Rồi quán tâm vô thường dễ thấy quá. Chạc sinh, chạc diệt, chạc nghĩ phải, chạc nghĩ quấy, đủ thứ hết.
nó không có yên ổn lâu dài, cho nên nó là vô thường. Thì như vậy quán cảm thọ là khổ, thì mình có thích tìm những cái khoái lạc để mình được cảm thọ vui không? Tất cả đều vô thường, phải không? Vô thường nó khổ thì có cần gì tìm? Dù cho cái món ăn ngon rồi cũng qua mất, nó cũng gốc là khổ. Món ăn dở rồi cũng qua mất, có gì đâu quan trọng mà phải lệ thuộc nó. Rồi cái tiếng hay, rồi những cái sắc đẹp vân vân, cái gì cũng là vô thường hết, không có lệ thuộc vào nó. Cho nên mình biết rõ nó là vô thường, là khổ, cho nên không có mắc, không có dính với nó. Đó là quán thọ thì khổ. Rồi khi đó mình quán tâm vô thường, bởi vì mình luôn luôn mình chấp cái tâm mình là thiệt, tâm mình là đúng, mà cái nghĩ là không bao giờ thiệt, không bao giờ đúng, mà mình cứ nghĩ nó là thiệt là đúng, cho nên rồi mình bắt người này phải theo cái nghĩ của mình, người kia phải theo cái suy xét của mình mà họ làm theo. Nếu họ không làm vậy thì mình không chịu. Như vậy Phật chỉ cho rõ tâm là cái vô thường, mình quán thấy rõ ràng như vậy, thấy tâm vô thường cái thấy chấp tâm. Như vậy thì cái quán đó nó giúp cho mình thấy được cái lẽ thật của con người. Như vậy tôi chỉ nói mới có ba cái thôi mà quý vị thấy, đó là soi sáng trở lại mình, thấy không? Soi sáng trở lại mình để biết mình là cái gì. Rồi thấy những cái lâu nay mình chấp thân, chấp cảm thọ, chấp tâm, những cái đó là những cái mình đương bị dính mắc. Bây giờ biết rõ những cái đó là không phải thiệt, không phải quý, khiến cho mình thấy dính mắc. Nhân nơi quán thấy được lẽ thật mà mình không còn bị lệ thuộc vào nó nữa, đó là cái phương pháp tu để diệt trừ phiền não. Mà diệt trừ phiền não bằng cách thấy đúng như thật, chứ không phải suy lý tưởng tượng. Như vậy đó gọi là phản quan. Rồi ngoài đó ra như ngũ đình tâm quán vân vân đều cũng là dùng cái phương tiện đó. Mà trong cái pháp quán của nhà Phật dạy tu á, nó có hai chặng. Một chặng là dùng cái quán để diệt phiền não, mà pháp quán đó là từ lời Phật dạy ra. Cái pháp thì quán thì diệt phiền não, sạch hết phiền não thì chứng quả A La Hán. Thì cái đó là thuộc về kinh dạy. Mình dựa vào kinh, dựa vào lời Phật dạy để mình quán để dẹp trừ phiền não. Hết phiền não thì mình chứng A La Hán, bất sanh bất diệt. Rồi một pháp quán khác, phản quan, cũng phản quan, nhưng mình bây giờ nhìn lại ngồi thiền mình làm gì? Nhìn lại vọng tưởng.